là địa phương còn nhiều khó khăn, thời gian qua, xã Vũ Xá, huyện Kim Động tập trung triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm huy động nguồn lực phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Năm 2022, thôn Bản Lễ được đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới. Nhờ đó, thôn đã có điểm khang trang với đầy đủ bàn ghế, các thiết bị về âm thanh, ánh sáng và quạt mát, phục vụ cho các cuộc gặp gỡ và hội họp triển khai công việc của thôn. Ngoài ra, nhân dân trong thôn cũng phấn khởi khi vừa được xã đầu tư làm mới 2 tuyến đường chạy nhựa áp phan và bê tông có chiều dài gần 1 km. Thấy cái phong cảnh của nông thôn nó đổi mới và khác hẳn mới so với vài năm trước. Đây là cũng là rất được nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với địa phương. Làm được cái nhà văn hóa, hai nữa là mở được tuyến đường áp phan này, là nói chung là nhân dân rất phấn khởi, nhân dân là nhiệt tình ủng hộ, hiến đất và để tạo ra cái nét đẹp văn minh. Trong năm 2023-2024, thôn Bình Đồi được đầu tư nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường giao thông là trục chính của thôn và các ngõ xóm với tổng chiều dài gần 2 km. Các tuyến đường trước kia vốn nhỏ hẹp nay được mở rộng thành trên dưới 5 m. Hưởng ứng chủ trương này, các hộ hai bên đường đã tích cực hiến gần 1.000 m2 đất thổ cư, đồng thời phá dỡ hàng trăm mét tường bao, cổng và công trình trên đất để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước kia thì mặt đường nó rất là nhỏ hẹp, thế thì nhân dân thì hai bên lề đường thì đi lại nó cũng rất khó khăn, đặc biệt là phương tiện công cộng đi lại thì nó gây cái ảnh hưởng về giao thông. Thế nhưng mà sau khi có cái kế hoạch này thì chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân là làm những các cái tuyến đường rất là thiết thực, nó đảm bảo cái mặt bằng, phong quang sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong năm 2022-2023, xã Vũ Xá đã thực hiện đấu giá 1,4 ha đất giãn dân. Toàn bộ số tiền thu được là hơn 40 tỷ đồng, được dành để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, gồm xây mới 12 phòng học cho trường tiểu học và trung học cơ sở, nhà văn hóa các thôn và nâng cấp làm mới các tuyến đường giao thông. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cho đầu tư 1,9 ha, mà trong chương trình này thì hiện nay đang xin phép được thu hồi đất để làm khu đất giãn dân, nhân dân để tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao. Việc Vũ Xá tạo được nguồn lực từ đấu giá đất giãn dân để đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng cũng góp phần đáp ứng yêu cầu về gia tăng quy mô dân số và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đơn vị hành chính mới sau khi thực hiện kế hoạch sáp nhập với xã Nhân La trong thời gian tới.